Ngọc Trinh, tôi không làm gái bao, cũng chưa bao giờ đi khách dưới mọi hình thức. Ngọc Trinh khẳng định, tôi không làm gái bao, bởi là gái bao thì cứ người có tiền là bao được hết, nhưng tôi đâu có vậy. Tôi cũng chưa bao giờ đi khách dưới bất cứ hình thức nào. Ngọc Trinh là mỹ nhân hot nhất nhì làng giải trí hiện nay. Bên cạnh vẻ bề ngoài xinh đẹp, người mẫu nội y gây chú ý đặc biệt trong những phát ngôn. Mỗi lần mở lời, chân dài này lại gây bão dư luận bởi vẻ thật thà như đếm. Mới đây khi tham gia trò chuyện trong một chương trình, người mẫu 28 tuổi gây xôn xao bởi những câu chuyện đời tư chưa bao giờ công bố. Bước chân vào làng giải trí, người đẹp sinh năm 1989 chưa thể hiện được tài năng nổi bật trong bất cứ vai trò gì ngoài danh xưng nữ hoàng nội y, nhờ chăm chỉ khoe thân trong những bộ bikini mát mẻ. Tuy nhiên ở hiện tại, Ngọc Trinh đang sở hữu gia tài kếch xù đáng mơ ước. Điều này khiến cô gái 28 tuổi chịu không ít gièm pha, thậm chí Ngọc Trinh nhiều năm nay chịu mang tiếng gái bao. Trước nghi vấn này, chân dài Điều Tiếng đã một lần nói cho rõ. Theo đó, người đẹp khẳng định, tôi không phải là gái bao, khi bên nhau thì phải có tình cảm, nếu là gái bao thì cứ người có tiền là bao được hết, nhưng tôi đâu có vậy, tôi cũng chưa bao giờ đi khách dưới bất cứ hình thức nào. Lý giải lý do khiến mình bị mang tiếng làm gái, Ngọc Trinh chia sẻ danh hiệu nữ hoàng nội y chính là nguyên nhân đẩy cô vào vòng xoáy thị phi. Người đẹp gốc Trà Vinh tiết lộ, có đến 8 trên 10 mỹ nhân showbiz từng nhận được lời đề nghị khiếm nhã giống như cô. Tuy nhiên, sự lựa chọn thế nào là phụ thuộc từng người. Bản thân cô chọn cách không đi thì thôi, lơ đi không trả lời. Danh hiệu nữ hoàng nội y dễ làm người ngoài nhìn vào tôi và hoài nghi hơn, khiến tôi phải nhận lời đề nghị khiếm nhã. Thực tế trong showbiz, có 10 cô gái đẹp thì có tới 8 người nhận được lời đề nghị như vậy, chứ không phải riêng mình tôi. Thế nhưng mặt họ, mình không đi thì thôi, lơ đi không trả lời, Ngọc Trinh tâm sự. Sau lời khẳng định mình không phải gái bao, mỹ nhân họ Trần nói rất rành mạch. Tôi biết là có thật 100% khi phóng viên thắc mắc, trong showbiz cũng tồn tại việc đi khách ư. Để minh chứng đồng tiền mình đang có là trong sạch, nữ diễn viên vòng eo 56 không ngại công khai nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ cô sở hữu, Ngọc Trinh thanh minh. Lúc trước, tôi sống trong vòng tay bạn trai và đã thừa nhận tất cả mọi thứ đều bạn trai lo. Sau này khi có công việc, tôi bỏ ra 50%, số còn lại bạn trai ủng hộ. Tuy nhiên bây giờ dù không còn ở bên bạn trai nữa, tôi cũng đã có tích lũy và tự tiêu xài. Khép lại cuộc trò chuyện, Ngọc Trinh bật mí về tiêu chuẩn chọn người yêu. Vẫn như tiêu chí cũ, chân dài 28 tuổi cho biết, gu chọn người tình là những người đàn ông lớn tuổi, giới hạn từ 45 xuân xanh trở lên, thành đạt và phải có khối tài sản hơn cô. Người đẹp gốc Trà Vinh theo đó liên tục nhắc đi nhắc lại, tôi không bao giờ có tiếng xét ái tình với một người không ra gì, không bao giờ xảy ra chuyện đó, không thể có trường hợp đó. Nói về sở thích yêu người lớn tuổi, Ngọc Trinh thoải mái cho hay, đàn ông lớn tuổi mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi từng yêu người trẻ nhưng cảm thấy không phù hợp. Hơn nữa, đàn ông thua mình về kinh tế thì mình đâu có sự tôn trọng đối với họ. Tôi sẽ không tôn trọng những người không có kinh tế. Ngọc Trinh sinh năm 1989. Cô được biết đến với danh xưng nữ hoàng nội y nhờ thường xuyên phô diễn hình thể qua những bộ bikini. Xinh đẹp, thành công, giàu có, nhưng ở tuổi 28 cô vẫn lẻ bóng đi về. Dù đã trải qua 2 mối tình, hiện tại người đẹp cho biết đang có vài người theo đuổi mình. Sau 20 năm, cuộc sống của bé Xuân Mai khiến nhiều người bất ngờ. Cuộc sống của bé Xuân Mai sau 20 năm khiến không ít người phải tò mò. Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ít người biết rằng Xuân Mai mang quốc tịch Mỹ ngay từ khi chào đời với cái tên Sabrina Xuân Mai. Bé mang quốc tịch của mẹ chị Thu Thu, một nghệ sĩ guitar, quê gốc Tiền Giang là một Việt Kiều, sang Mỹ từ năm 1979. Trong một lần về nước làm bộ đĩa karaoke, chị Thu Thu gặp ca sĩ Tuấn Cảnh quê Hà Nội, từng học trường văn hóa nghệ thuật Hà Nội, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Bảo Chấn mời thu âm đĩa. Sau đó hai người nhanh chóng làm đám cưới và mở phòng thu trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, tiếp xúc với âm nhạc từ trong bụng mẹ, nên từ nhỏ Xuân Mai đã lộ năng khiếu nghệ thuật. Bố mẹ cũng tạo điều kiện để em phát triển tài năng và đi biểu diễn ở nhiều nơi khi mới 2 tuổi. Với ca khúc Con Cò Bé Bé, Xuân Mai đã tạo dấu ấn khó phai trong lòng khán giả và họ trìu mến lấy nó để đặt biệt danh cho em. Sở hữu năng khiếu âm nhạc vượt trội, Xuân Mai đã được ví là hiện tượng âm nhạc và là thần đồng âm nhạc của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, đang sự nghiệp nổi tiếng, Xuân Mai bỗng theo mẹ sang Mỹ để sống cuộc sống khác. Năm 2009, Xuân Mai trở về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại.
Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của thần đồng âm nhạc nhí ngày nào đã khiến người hâm mộ khó chấp nhận hình ảnh Xuân Mai trưởng thành. Hơn nữa, giọng hát của cô cũng không có gì đặc biệt và nổi trội. Xuân Mai quyết định trở lại Mỹ học tập và định cư hẳn ở xứ sở cờ hoa. Từ đó đến nay, thông tin về ca sĩ rất hiếm hoi, dù được rất nhiều khán giả trong nước quan tâm. Cuối năm 2016, Xuân Mai khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ mình đã lấy chồng và sinh con ở tuổi 21. Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và con trai hơn 1 tuổi ở Mỹ. Giọng ca Con Còn Bé Bé tiết lộ chồng có nhiều tính cách tốt, tạo niềm tin cho cô. Nữ ca sĩ cũng không hối hận và quyết định lên xe hoa sớm. Mái ấm gia đình là ưu tiên số 1 với tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện được nó. Gia đình ai cũng yêu thương và mong muốn tôi hạnh phúc. Nếu đều ủng hộ lựa chọn của tôi nghĩ trong cuộc sống luôn phải lựa chọn. Mỗi người không thể tham lam và muốn có trong tay mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo cùng lúc được, Xuân Mai chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Hiện nay Xuân Mai và chồng đang làm việc và có một cuộc sống bình thường bên Mỹ, nhưng cô vẫn hy vọng một ngày trở về quê hương hát cho khán giả nghe. Hồ Quang Hiếu lần đầu cởi mở chuyện ấy và nỗi sợ có lỗi với Bảo Anh. Đối với nam ca sĩ, tình yêu quan trọng là sự chân thành và chia sẻ với nhau. Là khách mời trong chương trình Chuyện Đêm Muộn trên VTV3 phát sóng ngày 22 tháng 5, Hồ Quang Hiếu đã có những trải lòng rất thật về việc hẹn hò và chuyện ấy trong tình yêu. Trong tình yêu, chuyện ấy chiếm 50% hạnh phúc. Theo quan điểm của Hồ Quang Hiếu, chuyện hòa hợp giữa cả tâm hồn và thể xác là điều cần thiết, đó như chất gia vị tuyệt vời cho tình yêu. Nếu không có cảm xúc với nhau, chuyện tan hợp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có lẽ Hồ Quang Hiếu là một trong số ít những sao mạnh dạn bàn luận về một vấn đề nhạy cảm nhưng luôn gây tò mò đối với người hâm mộ. Tuổi còn trẻ nhưng nam ca sĩ đã cho khán giả thấy một hình ảnh chững chạc. Anh cũng cho rằng chuyện ấy quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều cần nhất là khi hai người yêu nhau, cảm thấy có sự thoải mái, chia sẻ từ người kia, không đặt áp lực lên nhau. Khi được hỏi về việc nghĩ sao về quan hệ trước hôn nhân, Hồ Quang Hiếu cũng rất thoải mái chia sẻ. Với Hiếu, nếu cảm thấy mình đủ chín chắn và chịu được trách nhiệm với những việc mình làm, thì chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Tan vỡ trong hôn nhân vì không tìm thấy được tiếng nói chung. Trải lòng về chuyện hôn nhân trước đây, Hồ Quang Hiếu không khỏi ngậm ngùi cho rằng anh kết hôn khi còn khá trẻ. Hai người lại không có sự chia sẻ với nhau trong cuộc sống, không cùng sở thích, cách suy nghĩ nên rất khó tâm sự. Có lẽ chính sự xa cách trong tâm hồn đã khiến hai người dần xa nhau. Chỉ sau 3 tháng làm đám cưới, Hồ Quang Hiếu và vợ cũ Hot Girl Ivy đã đường ai nấy đi. Sau cuộc hôn nhân ồn ào, Ivy không ít lần lên tiếng tố cáo Hồ Quang Hiếu không chung thủy trong tình yêu. Thậm chí cô còn nhận được tin nhắn đe dọa từ người tình của chồng ngay trong đêm tân hôn, khiến cô bị sốc không ít. Cuộc sống hôn nhân sau lại quá nhiều áp lực, bị mắng tới mức tự kỷ phải bỏ nhà ra đi. Hồ Quang Hiếu chọn cách im lặng trước những cáo buộc từ vợ cũ. Sau cùng anh lên tiếng và phủ nhận. Nam ca sĩ cho rằng, người nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, anh không quan tâm tới những tin đồn thất thiệt. Luôn giữ mình vì không muốn có lỗi với Bảo Anh. Đầu năm 2016, chuyện hẹn hò của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh gây xôn xao. Sau đó ít lâu, những hình ảnh tình tứ hai người xuất hiện. Độ đẹp đôi và hợp nhau của cả hai đã khiến khán giả suýt xoa. Đây được coi là một trong những cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Việt. Trải qua nhiều thăng trầm, chuyện tình cảm đẹp của họ vẫn bền vững. Nói về bí quyết giữ lửa tình yêu, Hồ Quang Hiếu chia sẻ là đàn ông ai cũng yêu thích cái đẹp, khao khát sở hữu và chiếm giữ về mặt thể xác. Vì thế, chuyện dễ bị lung lay trước một người khác giới là không hiếm. Bản thân nam ca sĩ tuy có người yêu nhưng lịch trình diễn dày đặc, khó gặp gỡ nhau. Hơn nữa, khoảng thời gian xa nhau có thể gặp những người khác giới hấp dẫn. Điều quan trọng là mình phải có một bản lĩnh vững vàng. Hồ Quang Hiếu còn hài hước. Ví dụ như Hiếu đi diễn xa nhà, xa người yêu, tối về nhậu say lúc đó lại xuất hiện một cô gái đẹp, nóng bỏng thì dễ lay chuyển lắm. Tuy nhiên vì trân trọng tình cảm hiện tại, Hồ Quang Hiếu luôn tâm niệm mình đã có người yêu, không muốn làm điều xấu với cô ấy. Chuyện qua đường dù chỉ là một phút giây không chung thủy, nhưng nếu để phụ nữ biết được, đó sẽ chỉ là vết thương lòng khó xóa. Là ly nước làm tràn ly không thể hàn gắn được, vì một lỗi lầm nhỏ mà để đánh mất tình cảm là không nên. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Hồ Quang Hiếu có nói hiện tại mình đang tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thư giãn. Sau khi relax bản thân, sẽ tìm những nguồn cảm hứng mới cho dự án âm nhạc sắp tới. Đại gia mới của Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị hé lộ.
một người đàn ông bí mật đã mua hoa tại cửa hàng của Hồ Ngọc Hà, Lý Quý Khánh, sau đó tặng lại cho cô khiến fan xôn xao. Sau khi chia tay đại gia Kim Cương, Hồ Ngọc Hà tập trung vào công việc kinh doanh hoa cùng Lý Quý Khánh. Bên cạnh đó, nữ hoàng giải trí cũng khẳng định việc làm bạn với Cường Đô La, cùng nhau chăm sóc con thật tốt. Bởi vậy hiện tại, dư luận đang rất tò mò muốn biết bạn trai tiếp theo của Hồ Ngọc Hà là ai. Mới đây, người em thân thiết Lý Quý Khánh đã đăng tải ảnh người chị Hà Hồ mỉm cười bên giỏ hoa đẹp cùng lời chia sẻ. Xin lỗi còn bắt xếp hoa đồng hành. Chị ơi, người gửi chỉ nhờ tài xế đem tiền lại và gửi thông điệp bắt chúng em cấm. Chị mau hết giận, không mai mốt người này không đặt hoa nữa. Ai vậy trời, qua mắt Khánh là Khánh truy lùng đến cùng nha. Theo dòng trạng thái mà Lý Quý Khánh chia sẻ lên trang cá nhân, nữ hoàng giải trí tỏ ra khá hạnh phúc và rạng rỡ bên món quà của người bí mật. Người đẹp mỉm cười đầy viên mãn bên đóa hoa đẹp. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Lý Quý Khánh đã nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Có người thích thú cho rằng Hồ Ngọc Hà đã tìm được soái ca mới. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lại đoán rằng chính Cường Đô La là người tặng hoa cho Hà Hồ. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự bàn tán xôn xao từ cộng đồng mạng. Không ít fan của Hà Hồ cho biết người bí mật đó chính là soái ca mới của cô. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng người bí mật đó chính là Cường Đô La.